xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 22 tháng 11 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra không như ý muốn. Điềm bảo dễ gặp chuyện xui xẻo, rủi ro bất ngờ do ảnh hưởng của ngày hôm nay. Thêm nữa, còn giáp này lại tỏ ra nóng nảy, mất kiểm soát nên có thể gây ra nhiều sai lầm nghiêm trọng. Tình cảm Vận trình tình cảm tươi vui, gia đình, tình yêu là động lực lớn nhất để cho những chú chuột vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thường nhật. Đừng quên dành nhiều thời gian hơn cho họ để tình cảm gia đình thêm gắn bỏ. Tài chính vận trình tài lộc đáng lo nhắc nhở người tuổi tỷ phải hết sức thận trọng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc cẩn trọng tình người thải quả nên dễ trở thành đối tượng lợi dụng của kẻ xấu tuổi giáp tỷ đừng vội vàng trong bất cứ quyết định nào tuổi bính tỷ hiểu lầm nói tiếp tình cảm đôi lửa rạn nứt tuổi màu tí thể trạng mệt mỏi sức khỏe suy si giảm tuổi canh tỷ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc về sau tuổi nhâm tý may mắn gõ cửa hãy nhanh tay đón lấy con số may mắn số 42 số 9 màu sắc may mắn màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tuất hai tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc vận trình công việc của những chú trâu trong ngày hôm nay diễn ra bình ổn may mắn lớn nhất trong ngày có thể kể đến đó là con giáp này để chuyện buồn trong tình cảm không làm phiền tới quá trình làm việc của mình. Trái lại, bản mệnh không cần phải tốn quá nhiều công sức để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra. Tình cảm Phần trên tình cảm đứt gánh giữa chân, ảnh hưởng của cục diện ngày hôm nay khiến cho con giáp này khó giữ được sự bình tĩnh kiên nhẫn. Tình yêu khó lòng giữ được khi mâu thuẫn ngày càng lẫn dần, xong lại không tìm được hướng giải quyết. Tài chính Vận trình tài lộc ổn định, đối với vấn đề chi tiêu mua sắm bản mệnh đều có thể đảm bảo thoải mái cẩn trọng không dung hòa tốt các mối quan hệ chỉ vì cãi tôi quá lớn tuổi ất sửu công việc chưa đi theo kế hoạch mong muốn tuổi đinh sửu chỉ cần mở lòng tình yêu sẽ đến tuổi kỷ sửu đừng lơ là với sức khỏe của bản thân tuổi tân sửu tình cảm gia đình hài hòa ấm êm tuổi Quỷ sửu công việc hành thông thuận lợi hơn hẳn. Con sổ may mắn số 80, số 16, màu sắc may mắn màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. ba Tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc. Vận trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, đem lại cho những chú hộ khá nhiều may mắn cùng với sự hỗ trợ từ quý nhân. Thêm nữa, còn giáp này lại biết tận dụng thời cơ, vận dụng thế mạnh của bản thân để đem về những hiệu quả nổi bật. Tình cảm Vận trình tình cảm khởi sắc, tình yêu trong sáng, nông nang luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người tuổi dân trong cuộc sống đầy những biến động. Những người độc thân cũng dễ dàng tìm được tình yêu đầu đời từ những mối quan hệ xã giao. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, thành tựu trong công việc rực rỡ, nhất là có thể kể đến là doanh thu khủng đến bất ngờ. Cẩn trọng, tránh làm việc quá sức mà gây ra nhiều vấn đề bất lợi đối với cơ thể. Tuổi giáp dân, cẩn trọng trong từng hành động lời nói của mình. Tuổi bính dân, công việc ổn định, lương thưởng gia tăng. Tuổi màu dân, đôi lửa, thấu hiểu, hạnh phúc, tràn trang. Tuổi canh dân, chỉ có tập trung và nhạy bén mới nắm bắt được các cơ hội trước mắt. Tuổi nhâm dần đề phòng kẻ tiểu nhân đâm sau lưng. Con số may mắn số 58, số 19, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mẫu công việc Vận trình công việc của người tuổi mẫu trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng gì, còn dập này không thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao là vì chưa tìm được cảm hứng để làm việc. Nếu không muốn gặp phải những chuyện rắc rối, người tuổi mão cần phải nhanh chóng trấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình. Tình cảm, vận trình tình cảm ảm đạm, nhiều nỗi lo mà bất đồng quan điểm sống chính là nguyên nhân dẫn tới sự xa cách giữa hai người. Còn người độc thân vẫn chưa tìm được một nửa yêu thương vì những tiêu chuẩn ngất ngưỡng đặt ra tài chính, vận trình tài lộc bình ổn, thu nhập ổn định, lại có kế hoạch quản lý tiền bạc thông minh nên có thể hạn chế được những phát sinh bất ngờ. Cẩn trọng, thành trách số phận chẳng đem lại điều tốt hơn. Tuổi ất mão, trở lơ là mà hành động khinh suất, dù vận may tiền bạc đang tìm tới. Tuổi đinh mão, chủ quan với sức khỏe, bạn sẽ phải trả giá đắt. Tuổi kỷ mão, tiền về đầy tay, chẳng lo tủng thiếu. Tội tân mão, tránh quyết định đầu tư kinh doanh trong giai đoạn này. tuổi quý mẫu đừng để lòng tham che mờ mắt. Con số may mắn số 62, số 20, màu sắc may mắn, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối phức vả. Điềm bảo có tiểu nhân đeo bám và bài mưu hãm hại khiến cho con giáp này không thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Lời khuyên dành cho con giáp này nên nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh nhẹ dạ cả tình. Tình cảm Vận trình tình cảm đón nhận tình vui mới, mối quan hệ tình cảm đón nhận tín hiệu tích cực khi người độc thân được quý nhân trao gợi mỗi duyên tốt lành. Đời sống vợ chồng ngập tràn hạnh phúc nhờ sự thấu hiểu, chia sẻ thường xuyên. Tài chính, vận trình tài lộc xảo trộn, thu trì biến động không ngừng, đòi hỏi người tuổi thân phải sớm có kế hoạch quản lý tiền bạc thông minh. Cẩn trọng, kẻ xấu luôn tìm cách để phá hoại mọi công sức lâu nay của con giáp này. Tuổi giáp thân, sức khỏe có đôi phần suy yếu, cần đặc biệt lưu tâm. Tuổi bính thân, rắc rối tôn động gây ra cản trở lớn trong quá trình làm việc. Tuổi mậu thân, đào hoa, khoe sắc, duyên tình nở rộ. Tuổi canh thân, không ngừng thay đổi và làm mới chính mình, cơ hội phát triển sẽ tìm đến. Tuổi nhâm thân, tình cảm gia đình cần phun đắp mỗi ngày. Con số may mắn số 83, số 9, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 6. Tứ vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc. Phần trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra khá lý tưởng cơ hội trao đến tận tay chỉ cho con giáp này nhạy bén nắm bắt thì sẽ chuyển hóa thành thành tựu nổi bật tuy nhiên khuyên bản mệnh đừng quá phụ thuộc vào vận may mà hãy tự nỗ lực để xây dựng sự nghiệp cho riêng mình tình cảm Phần trên tình cảm mỹ mãn tình cảm gia đình được dịp trở nên thăng hoa khẳng khích hơn bao giờ hết nhờ tam hội cục giúp sức mỗi khi cảm thấy không vui hay buồn phiền chuyện gì cũng tìm được sự cảm thông từ nửa kia. Tài chỉnh, vận trình ta lọc vô cùng rực rỡ cùng với việc gạt hải được những thành tựu mới là nguồn thu nhập tăng cao. Cẩn trọng, có chút vất vả khi có lượng công việc gia tăng. Tội, ất tỵ chuyện tình cảm còn nhiều khúc mắc Tội, đinh tỵ công việc thu về những thành quả xứng đáng. Tội, kỹ tỵ năng lực được đánh giá cao, thành công mở ra trước mắt. Tội, tân tỵ cần lập kế hoạch tập thể dục, thể thao điều đặn tuổi quỷ tỵ sức khỏe bị ảnh hưởng cần nghỉ ngơi chăm sóc bản thân nhiều hơn con số may mắn số 16 số 49 màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi hợi 7 tứ vàng ngày của tuổi ngọ công việc vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra hùng cát đàn sen thành công có được chưa bao giờ đã phải đối mặt với vô vàng thách thức đặt ra vì bản mệnh hiểu thẳng hấp tấp, còn giáp này là phải tiếp tục cho kế hoạch chuẩn bị cũng như rèn luyện bản thân cho một bước mặt mới. Tình cảm, phần trình tình cảm cảm sắc nếu như dễ dàng đánh mất lý trí, sự tỉnh táo thì rất có thể sẽ phải đối mặt với cuộc xung đột không hồi kết. Hiểu lầm nào cũng có thể giải quyết nếu như người trong cuộc có thể nhẹ nhàng nói chuyện cùng nhau. Tài chính Vận trình tài lộc sáng rõ, nguồn thu nhập ổn định có từ công việc chính giúp cho người tuổi ngọ an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân. Cẩn trọng, khó giữ được sự điềm tĩnh, kiên nhẫn khi có bất đồng ý kiến. Tuổi giáp ngọ, khó tránh buồn phiền vì tình cảm không như mong đợi. Tuổi bính ngọ, chuyện tình cảm gây ra nhiều buồn phiền. Tuổi mậu ngọ, đừng chủ quan với bất cứ dấu hiệu bất thường của trên cơ thể Tuổi canh ngọ, công việc thuận lợi, các mối quan hệ xã giao hài hòa. Tuổi nhâm ngọ, không ngừng gia tăng kết nối để tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp. Con số may mắn số 30, số 91, màu sắc may mắn, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dân. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi công việc Phận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra hành thông đường công danh rộng mở, còn giáp này không cần phải lo lắng nhiều như khoảng thời gian áp lực đè nặng trước đó. Cấp trên có thể hoàn toàn an tâm, giao cho con giáp này những nhiệm vụ quan trọng. Tình cảm, phần trình tình cảm vô cùng thăng hoa. Khi thấy mối quan hệ dễ có được những bước tiến nổi bật, các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu sớm về chung một nhà trong sự ủng hộ của người thân, bạn bè. Tài chính, Vận trình tài lộc do giao, thu nhập từ công việc chính lẫn các nghề tài trải giúp cho người tuổi mùi củng cổ tốt chất lượng cuộc sống hiện tại. Cẩn trọng, sợ sệt, lo lắng thái quả vô tình, cản trở bước tiến trong con đường sự nghiệp. Tuổi ất mùi, sức khỏe dần ổn định hơn trước. Tuổi đinh mùi, đừng bỏ lỡ cơ hội kỳ điểm trong mắt cấp trên. Tuổi kỷ mùi, nắm bắt cơ hội hạnh phúc ngay bên cạnh. Tuổi tân mùi, nhanh chóng hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Tuổi quỷ môi, người độc thân có cơ hội gặp được nhân duyên của đời mình. Con số may mắn, số 11, số 67, màu sắc may mắn, màu trắng, quý nhân phù trợ. Tuổi sổ, chính, tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng công việc đạt được bước tiến mới dưới sự trợ lực của các tinh. Trong khi mở trước đó, con nhấp này còn có ý định từ bỏ những nỗ lực lâu nay, chỉ vì nghĩ rằng không gánh vác nổi áp lực. Tình cảm, Phần trình tình cảm dần phai nhạt, việc bận rộn quá mức lo cho công việc mà người tuổi này không còn nhiều thời gian dành cho gia đình. Tình cảm ít nhiều cũng rạn nứt khi cảm xúc của người trong cuộc không còn tìm thấy sự đồng đều. Tài chính, vận trình tài lộc tư sản nguồn thu nhập được cải thiện trong thấy tư nhẫn Bản đầu tư xin lời cao cẩn trọng thức khuya bỏ bữa có thể dẫn tới nhiều nguy cơ bệnh tật nghiêm trọng tuổi chấp thân cẩn thận kẻ bị lừa gạt tiền mất tật mang tuổi bính thân công việc nảy sinh nhiều rắc rối nhưng rất may được khắc phục kịp thời tuổi mậu thân cần tập trung và nỗ lực hơn để xử lý hết những rắc rối tìm đến tội canh thân, giữ thật chặt tuổi tiền của mình, đừng dễ dàng tin ai. Tuổi nhầm thân, tình cảm đôi lửa nhiều mâu thuẫn, rạn nứt là điều khó tránh. Con số may mắn, số 79, số 21, màu sắc may mắn, màu xám, ví nhân phù trợ, tuổi thân. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi giàu công việc Vận trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy. Cơ hội thăng tiến rõ rệt giúp cho người tuổi giàu có thể nắm bắt cơ hội kịp thời nhận được nhiệm vụ mới từ cấp trên cũng như đồng nghĩa với việc có thể thỏa sức thể hiện năng lực điểm mạnh của mình tình cảm phần trên tình cảm không như ý ngũ hành xung khắc khiến cho tình yêu đôi lửa xong lại tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn một lý do khác dẫn tới sự rạn nứt trong tình cảm là do cả hai đều quá mải mê với việc kiếm tiền tài chính, vận trình tài lộc dồi dào, các kế hoạch hợp tác đầu tư được các tin nâng đỡ nên sớm thu về khoản hồi lớn. Cẩn trọng, cần học cách cân bằng tốt giữa thời gian làm việc và tình cảm riêng tư. Tuổi ất dậu, thị phi tìm đến hại tránh xa. Tuổi tinh dậu, sức khỏe là vốn vĩ, đừng lơ là chủ quan. Tuổi kỹ dậu, công việc dần khỏi sắc hơn trước. Tuổi tân dậu, tình yêu kém sắc không tìm được hạnh phúc tuổi quỷ dậu người độc thân trở nên khép mình chẳng còn cởi mở như trước con số may mắn số 55 số 67 màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tỵ 11 tử vi hàng ngày của tổ tuất công việc vận trình công việc của người tổ tuất trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều khó khăn người tuổi này cẩn thận trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao, đề phòng kẻ xấu tiếp cận với mục tiêu hãm hại hay trục lợi, không ngoại trừ những người đã quen biết lâu. Tình cảm, vận trình tình cảm tràn ngập yêu thương. Trong ngày này, mối quan hệ tình cảm của tuổi tuất với nửa kia hứa hẹn sẽ đón nhận nhiều tình tốt lành. Tình yêu có sức mạnh kỳ diệu làm sống dậy những trái tim đang chịu nhiều thương tổn. Tài chính, vận trình tài lộc biến động, nguồn thu nhập bị ảnh hưởng rõ rệt bởi tình hình chung của thế giới. Cẩn trọng, tên người quá mức sẽ không biết lúc nào bị lợi dụng. Tuổi giáp tuất, sức khỏe dần được cải thiện hơn so với thời gian trước. Tuổi bính tuất, năng lực được chứng minh cơ hội tiến xa đang đến. Tuổi mậu tuất, gia đình hòa thuận ấm êm. Tuổi canh tuất, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối diện với mọi rủi ro. Tuổi nhâm tuất, hãy mở lòng đón nhận yêu thương. Con sổ may mắn, sổ 56, sổ 37, màu sắc may mắn, màu vàng nhạt, quý nhân phù trợ, tuổi mão. 12. Tử vi ngày của tuổi hợi công việc Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ còn giáp này mạnh dạn tự tin hơn trong mọi quyết định được đưa ra trong công việc. Đây cũng là lúc mà con giáp này cần nhìn lại những gì đã qua, đặc biệt là lúc thất bại để rút ra bài học kinh nghiệm quý giá về sau. Tình cảm, vận trình tình cảm kém sắc, tuổi hội khó tránh khỏi cảm giác bất an, mâu thuẫn, cãi vã trong cuộc sống hôn nhân ngày càng nhiều. Đau lòng, thất vọng cũng là điều dễ hiểu khi không tìm được sự đồng cảm trong tình yêu. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, áp lực tài chính nhanh chóng được gỡ bỏ nhờ những khoản thu rủng rỉnh trong ngày. Cẩn trọng, tự suy, tự diễn chỉ càng khiến mọi chuyện đi theo chiều hưởng tiêu cực. Tội ất hại, nỗ lực hết mình bạn sẽ vượt qua tất cả. Tội đinh hại, đề phòng bệnh tật có thể tìm tới bất cứ lúc nào. Tội kỹ hại, nên trò chuyện thẳng thắn để thấu hiểu nhau hơn. Tội tăng hại, bình tĩnh và tỉnh táo trước khi đưa ra quyết định. Tội quỷ hại, công việc bộn bề, ngược xuôi, vất vả. Con số may mắn số 14, số 8, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi dần.